Hello, xin chào tất cả đồng chí. Hôm nay là sẽ là chuyên mục đi Thanh Hoa quýnh đại học nha các bạn. Bây giờ mình đang chuẩn bị ra sân bay. Sẽ nghe chạy một xúc bụng luôn. Bây giờ mình sẽ ra sân bay nha các bạn, đi ra Thanh Hoa để chuyến đấu đại hội thể dục thể thao một môn ngoài nha các bạn. Sài Gòn này đang rất là nóng nha, nhưng mà ở Thanh Hoa thì nghe nói là đang lạnh tột quần đùi. Bây giờ mình sẽ đi ra Thanh Hoa này. Đây với anh những người anh em team SSC nha các bạn. Cái cửa đã. Ôi. Ra sân bay Tân Sơn Nhất nào. Ấy dạ. Ok. Chào chào chào. Anh nói cho đây là anh em team SSC nha các bạn. Đi chung cùng những người anh em team SSC. Đây là Chiều E. Sao cảm giác sao? Hồi hộp chưa? Cảm giác vui sướng không hộp. Sắp đánh mà vui sướng không hộp à? Đánh thì phải hồi hộp nóng nảy. Hồi hộp nóng nảy. Sao chuẩn bị tinh thần kỹ chưa? Còn mấy kia, thôi khỏi nói luôn, không cho nói luôn. Rồi giờ mình sẽ ra sân bay nha các bạn. Nhắc lại với anh em nha, đây là đi đi quýnh giải nha. Khi mà nói gì, đi quýnh gì? Không phải là đi quýnh lộn của tổ chức, bây giờ là đi quýnh giải. Không phải là đi quýnh lộn nha, nha các bạn. Ngủ đẹp không? Ngủ trời. Ôi, đến đâu rồi các bạn? Mình đến đâu rồi nha các bạn? Thôi sơ sót kỹ thuật một chút, chạy về lấy gì ta? Căn cứ công dân. Rồi mình anh em mình đến đâu rồi? Ép ký hả? Mình tính đủ nó đi ăn, nhưng mà nó ép ký nên mình sẽ đi ăn một mình nha các bạn. Ăn không? Ngoài Thanh Hóa lạnh lắm á. Thanh Hóa lạnh lắm. Đi vòng. Cửa số mấy mình đi cửa số mấy? Mình đi cửa số mấy? Mình đi cửa số 14. 14 đúng không nhỉ? 14 bên đây. Nói giờ mình trong cái thời gian mà mình đợi máy bay thì mình sẽ đi kiếm cái gì đó ăn nha các bạn. Tại vì mình chưa vô cái giai đoạn ký lắm. Mình tập là mình đủ ký nha các bạn. Giờ đi cửa 14 nha. Đây. Ui gà rán kìa. Oh my god. Thôi cùng đến với chuyên mục những người đàn ông vui vẻ nha các bạn. Đây thằng em mình để ép ký mình sẽ được ăn được, chỉ có thằng anh được ăn thôi. Hai sau một hồi kiếm đồ ăn thì mình quyết định ăn bánh mì nha các bạn. Đi vòng vòng xe quá được quay không nhỉ? Bánh mì gà roti 48.000 bánh mì ở sân bay nha các bạn. Mình làm thêm một chai nước xì tinh. Nhưng mà vô đây ăn vậy là gọi là xa xỉ rồi các bạn. Giờ mình sẽ đổi ngồi đây. Khúc này niềm đau mới bắt đầu rồi các bạn. Cháy máy điện luôn. Ôi các con nợ. Không anh nè. Không do mày. Mình biết là mình làm những điều vậy là sai trái lắm. Nhưng mà mình vẫn phải làm thôi. Tại vì đam mê thôi. Nè. Cầm nhưng mà không được ăn. Được thơm thôi. Nói chung là mấy anh này nó ép ký các bạn. Nó ép ký mày ép bao nhiêu ký? 2 cái hả? Bao nhiêu? Không ép à? Không ép này mà làm như đúng rồi mày. Anh Tú là em biết anh Tú không ép rồi em không mời. Để làm cầm đi, cầm giùm đi. Ê. Cầm giùm chứ không được ăn. Không cho cầm luôn. Cũng là cơ hồ á, ăn ngàn ngàn không? Đúng không? Chút này ngàn ngàn đúng không? Uống mì uống. Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau. Ừ.
ngoài Thanh Hóa, ngoài Thanh Hóa nó lạnh lắm. Cầm giùm, cầm đồ uống. Cái này thì có cầm giùm mấy bạn. Nọc luôn. Ngày người ta. Đều uống uống miếng thịt chưa? Ủa, mình đi Hà Nội hả? Thằng mấy này mấy ép tí mà đi ở với tao. Mày đang ở với tao à? Ngon quá. Từ từ để vô máy bay đã. Bắt á. Em giùm mình. Rồi, lên máy bay nha các bạn. Giờ mình sẽ làm một chuyến bay ra tới Thanh Hóa. Từ sân bay Thanh Hóa ra tới cái chỗ khách sạn thì tầm 60 cây nên đi hơi bị mệt. Kính thưa quý khách, xin mời hành khách Lê Văn Thạnh. Yup. Mình đã đến Thanh Hóa rồi nha các bạn. Bây giờ lạnh quá. Quéo luôn, không quéo khác. Bây giờ vô lấy hành lý nè. Đúng nhanh thì các bạn, mình mới xe lánh anh em mình có 1 tiếng mà anh em mình biết hình hết, thằng nào mặc áo khác hết, một mình nè. Nóng quá. Hiện tại đang là 18 độ nha các bạn, lạnh quá. Giờ mình đến Thanh Hóa rồi, giờ mình đợi cái gì hành lý của mình để mình lấy cái áo khác chịu hết nổi rồi. Đang Sài Gòn đang nóng. Rồi. À, mình tới nơi rồi nha các bạn. Thời tiết giờ lạnh quá. Hồi nãy tưởng mình đi mình tưởng không lạnh, mặc quần đùi. Giờ lạnh. Bây giờ mình sẽ lên nhận phòng nha các bạn. Mình sẽ ở đây. Cũng cao giáo đi. Bây giờ là mình sẽ vô nhận phòng. Đang đâu? Đây không? Ở đây không? Đang đâu? Rồi mình đây là mình lên mình lấy phòng nha các bạn. Chỗ nào mình phải anh em tìm SSC. Rồi bây giờ mình sẽ lên lấy phòng nha các bạn. Ở với anh em tìm SSC. Yeah. Hello mọi người nha. Hello mọi người. Đấy, em ký cho uống 1 ca. Vô đây. Chỉ được cầm thôi, không được uống. Vô ký. Rồi vô. Bây giờ mình đi lấy phòng. Đúng không khí đây nặng thiệt. Rồi 705. Vô kìa, mọi người xịn ghê này. Đấy, mọi người vô. Ơi, cũng rộng ấy. Và mình sẽ ở đây trong suốt thời gian đi đấu nha. Nói chung là cũng ok thôi. Phòng tắm đầy đủ các kiểu đó. Ok, giờ mình sẽ thay đồ xong rồi mặc đồ ấm hơn chút. Xong rồi đi ăn lẩu nha các bạn. Còn những đứa đó không ép tí thì chỉ nên đi coi thôi. Đúng không nhờ Minh? Minh thôi mình chở lại sống với Đà Lạt rồi nha các bạn. Đà Lạt y như Đà Lạt. Mở ra là quéo. Bây giờ mình sẽ đi ăn lẩu. Làm gì lẩu bò nhà gỗ nha các bạn. Lẩu bò buffet. Cái thằng camera nó buồn á. Camera đang quay buồn. Nghe lẩu buffet. Qua chiến luôn. Đấy. Đi quýnh vỏ mà giống như đi nghỉ dưỡng nha. Quá phê, bây giờ mình đi ăn lẩu. Ông camera này cứ rủ đi quay dùm la. Giờ mình trong một hồi đây thì mình ăn lẩu buffet nha. Và anh em mình sẽ
camera là chỉ được quay thôi, chỉ được ngồi nhìn thôi. Không lạnh thiệt, nói chung là lạnh quá nên giờ ngày đầu tiên thì mình sẽ vô uống lẩu trước, ăn lẩu. Bác sĩ luôn anh. Ăn lẩu buffet nha bạn. Bao nhiêu nha. Thật ra, ngoài này mới không quen cái lẩu lạnh lắm. Hai ngăn là có gì anh? Em có 4 mì lộn. Có 4 mì. Mình có thể chọn hai cái. Trong 4 vị là mình chọn 2 vị anh. Cái lẩu gì? Lẩu tứ chi. Lẩu chi đi. Tiền với cài cài sạch đấy, lẩu khai. Cài rồi nè. Tứ chi cài á. Tứ chi là cây rồi. Cài nhất là thái. Thật đấy cũng được. Có cái truyền thống là không cay, còn ba cái còn lại nó đều cay. Một túi riêng chìm nóng đây. Ok, một túi riêng, một chìm nóng. Mình gọi thêm đồ ăn kèm. Mua chiên hay là cá lóc, kêu đi cá lóc. Mình ăn gì, em ăn đồ ăn. Cái đồ ăn à? Đồ ăn. Ok, em cảm ơn nhá. Em ăn ít ít à? Chung là mình cảm thấy cũng ít đó các bạn, là mình ăn được. Nhưng bây giờ là vô chuyên mục ăn uống nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Nếu các bạn thấy video mình hay, cho mình một like, một chia sẻ nha. Rồi bây giờ anh em mình vô chuyến này. Ok, cảm ơn các bạn. Mình nhớ đón xem những vlog tiếp theo của mình nha. Vlog đi đánh giải ở Thanh Hóa nha các bạn, đại hội Thanh Hóa. Ok, bye bye các bạn, giờ mình tập trung ăn uống này. And you know what's my name?